Thank you.
Vậy mà đến năm 2012 này, cái sự chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam dường như đã đang có bước lùi. Đã bước sang vòng đấu thứ 5, năm mùa giải năm nay đã tồn tại nhiều chữ không, không có tên gọi chính thức, không quy chế, không điều lệ, không do ai nắm giữ bản quyền truyền hình. Chương trình thể thao cuối tuần sẽ cùng quý vị nhìn lại cuộc tranh cãi không đáng có về tên gọi V-League hay Super League. Cùng 19, đó là Việt Nam, các thành phố Indonesia và Đài Loan, Trung Quốc. Indonesia là Surabaya, của Đài Loan và Hồng. Trung Quốc là đồng nhất cũng được chỉ còn hai địa điểm Dubai và Abu Dhabi, còn Việt Nam chọn Hà Nội. Những cái xây dựng các công trình, chương trình Việt Anh nhảy cao, chương trình Hoa nhảy ba bước, Nguyễn Thị Phương 3000m, Nguyễn Thị Thúy 400m sẽ tham dự giải vô địch tinh trùng châu Á năm nay diễn ra tại Hàm Châu Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 2. Trương Thành Hằng không tham dự giải. Dương Thị Lan 59kg, Lương Thị Quyên hạng 63kg và tự do nữ Nguyễn Huy Hà là hạng. Việc không triệu tập tay đua đội ADC truyền hình Vĩnh Long thi đấu quốc tế lần này nhằm giúp tay đua này có thời gian kiểm điểm bản thân, hy vọng đặt vào hai tuyển thủ Mai Nguyễn Hưng, Hồ Văn Phúc tranh tài ở nội dung xuất phát đồng hàng nam thể đội tuyển, nội dung nữ cử ba cua dự tranh gồm
Beep, 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 beep.
quy đi. Beep.